Vâng, vậy là trận đấu chúng ta bắt đầu bây giờ thì vừa ai Sports sẽ gặp CSI trước. Trong khi đó thì Optic Gaming sẽ gặp TSI. Và Optic thì đang có sự hiện diện của Magic Boy, HS, Freiburg, Alu và Mixwell. Trong khi đó thì GA Sports có Kenneth, Body, NBK, Soxy và Apex. Vâng, bây giờ chúng ta xem thành viên bên phía của team GA Sports sẽ phải thủ CSI như thế nào. Họ đang có tình huống đẩy 4 cục middle. Trong khi đó thì Optic Gaming đã chiếm toàn bộ vùng B so và chuẩn bị đánh vào vùng B long rồi. Chắc chắn là Optic Gaming họ đi vào vùng CB, họ phát hiện ra clear. Họ biết được điều đó. Và vùng CB C4 dân tập cho hành viên phía team Optic Gaming và sẽ một round retake cho bên phía team GA Sports. Vừa xong NBK hạ gục cho mình được một mạng. Trong khi đó thì HS kết thúc cho mình mạng NBK. Với 4 thành viên của bên phía GA Sports đẩy thẳng B long. Ngay giữa Soxy có mình một mạng HS. C4 chưa đạt thành công. Và bây giờ thì Mikwell nhá của B sót. Mikwell chưa có cho mình mạng. Mikwell mới đang cầm VA 10. Ngay lập tức Mikwell hạ gục cho mình được mạng của Soxy. Nhưng Apex kết thúc cho mình mạng Mikwell. Thì bây giờ là một ra còn Freiburg. Đấu với Apex và Kenneth được Freiburg làm gì đây? Freiburg hạ gục cho mình mạng của Apex. Và đó là double kill cho vị trí Freiburg. Một tình huống thi đấu cực kỳ xuất sắc vị trí Freiburg. Trong khi đó thì hai thành viên của GA Sports không giảm ra đổi mạng nhanh. Họ để Freiburg có cơ hội nhá được. Pick từng người một, pick từng người một rất khó. Vâng, trong khi đó là tình huống đầy nhảy tường. Magic Boy là đứng như vụ với sót. Magic Boy hạ gục cho mình mạng MPK rồi. Một round bên phía của team GA Sports họ thua khá là đáng tiếc. Bây giờ thì Kenneth hạ gục cho mình mạng Magic Boy. 4v4 và đang bắn tới 3 khẩu đi gỗ thành viên phía team GA Sports. Một vai trung bình. À, vừa xong HS hạ gục cho mình mạng Body. 3v4 rồi. Lợi thế có thể nói đang nghiêng về một chút cho bên phía team Optic Gaming. Vâng, bây giờ vẫn còn Soxy, KDS. Còn Apex thì liệu cơ hội phản thắng có còn cho bên phía team GA Sports hay không? Khi mà C4 đã cầm về khu con CB đến giữa Optic Gaming rồi. Vâng, vừa xong thì Alu có cho mình mạng Soxy và Kenneth kết thúc cho mình mạng của Alu. Bây giờ là 3v2 và C4 được cầm về trong vùng CB. Vâng, C4 đặt thành công cho Optic Gaming và có lẽ là hai thành viên còn lại GA Sports sẽ xếp ở round này thôi. Và tỷ số sẽ là 2-0 cho Optic. Vẫn đang kê và xếp đến vị trí Kenneth và Apex. Chắc chắn là không, mà không có cái gì điều gì thay đổi ở những round đấu như thế này. Và có một phân phát đó là ở giải EM ở đây bên phía team GA Sports họ chưa giành được một chiến thắng. Họ đã thể để thua liên tục 7 round lục trước khi giành chiến thắng trước một round lục trước Liquid ở map thi đấu trước hiệp thi đấu thứ hai. Và hệ số thời điểm hiện tại của họ đang là 7-1. Vừa xong lại một lần nữa họ để thua round lục rồi, tính ra họ đã để thua 8 round lục và thắng được một round duy nhất thôi. Còn đó cũng phải nói là một khả năng thiên bẩm của thành viên phía GA Sports. Tống Hải rất giỏi. Trong đó thì bây giờ thì họ sẽ phải eco trắng với 32 khẩu PA50, 1 57, 1 Deagle. Apex xếp của chúng mình có AK. Sở Optic Gaming thì họ đang hô pick bắn rất chậm các hành viên phía tiêu Optic Gaming. Vừa xong thì Mikwell lại vừa hạ cho mình một mạng. HN kết thúc cho mình được IMK. Nguyện Magic Boy kết thúc Body và đẩy Wong CB. Đó là ai đây? Kenneth có cho mình double kill. Mixwell kết thúc cho mình mạng Kenneth. Tính ra là 1v3 còn vị trí Soxy, còn Freiburg và Lu Mixwell nữa.
Vâng, đang đứng ở vùng nước là ai? Đó chính là Soxy. Đó Soxy 1m3. Optic Gaming họ vẫn, tôi vẫn không chưa hiểu là bây giờ 1m3 định thế Eco trắng Eco. Mà sao bên kia Optic họ bắn từ từ, họ từ tốn thật. Họ bắn quá chắc chắn. Cảm giác không có một kẽ hở nào cho đối phương để khai thác được. Vâng, vậy là Soxy chỉ còn chừng 35 máu thôi. Ngay lập tức để Fryberg hạ gục cho mình mạng Soxy. Ba không cho Optic Gaming và bây giờ thì vị trí Kenneth sẽ có cho mình một khẩu ngắm. Trong khi đó vị trí Body đang có Soxy, Apex 4 người và Rifle, cả MK nữa. Bên Optic Gaming họ đã không bắn ngắm vào round lần này và có lẽ hoàng tượng chúng ta cũng nên được quyền trượng rồi. Vâng, đang chiếm ở khu vực CB rất đông. Bây giờ thì Optic Gaming đứng đói rồi, một tình huống tràn vào khu vực CB nhanh nha. Vì họ đang dồn đến 3 người thuộc Long B, 4 người Long B và đang tràn vào. Mixwell hạ lưu vực cho mình Body. Body lửa đốt được Mixwell rồi. Tình huống rồi là 2v4 khi mà MPK kết thúc cho mình Alu. Fryberg đổi cho mình mạng MPK. Bông CB hoàn toàn clear các bên phía team Optic Gaming. Smoke trả ra và C4 vẫn chưa được đặt. Khó cho Optic Gaming trong tình huống này khi mà hai vị trí Fryberg HS yếu máu. 52 máu vị trí HS, Fryberg chỉ còn cho mình có 9 máu thôi. Trong khi đó Kenneth có một góc kê từ Heaven xuống vực Long B cực kỳ đẹp. Và bên phía thì Optic Gaming họ đang chủ động bách ta. Có một smoke trả vào trong một bóng sai nữa. Fryberg vẫn đang có cho mình một quả flat. Còn Kenneth và Soxy, hai thành viên còn lại bên phía G2 Sport, hai thành viên có khả năng clutch cao nhất ở bên phía G2 Sport và khả năng bắn cực kỳ tốt. Trong khi đó HS đang có góc kê. Quả smoke này là quả smoke one way và HS chắc chắn đã kê được quả smoke này khi C4 hở khá nhiều. Lửa trả vào. Và bên phía team G2 Sport vẫn có một quả smoke chặn ra vị trí ở Soxy, à Kenneth đã có lửa, đã có smoke dập rồi. Và bên phía team gói Sport đã chủ động xếp ở round lần này và tỷ số ra là 4-0 cho Optic Gaming. Vâng, không có cơ hội gì nhiều. Vâng, Soxy cũng là người nằm xuống trong cái Optic Gaming, họ mất tới 2 người, đó là HS và Fryberg. 4-0 cho Optic. Vâng, Kenneth của chúng ta vẫn lên được một ngắm và bây giờ chết rồi. Chết rồi, hoàng thượng cầm vào quyền trượng rồi. Liệu hôm nay là một ngày đẹp trời hoàng thượng hay là ngày hoàng thượng không muốn chơi game đây? Chúng ta hãy hy vọng vào một ngày đẹp trời hoàng thượng khi hoàng thượng thích chơi game. Ông hoàng thượng đến kỳ một cái team nào dưới cùng hoàng thượng là cũng thua hết. Liệu hôm nay hoàng thượng chơi đến kỳ? Vừa xong một Kenneth lại hạ gục cho mình được mạng Magix. Ngay lập tức thì mình quèo nếp chết được vị trí Kenneth. Ôi, Kenneth đứng trong monitor à? Tiếp theo đó double kill cho vị trí Mixwell trong vùng monitor. Bsot đã được kiếm bởi HS. Và em bắn thiếu chỉ MBK, MBK là người nằm xuống rồi. Vậy là có triple kill cho Mixwell. Chỉ còn Apex thôi, đã có lửa trả ra. Và Apex còn cho mình 96 máu. Tình huống giờ là 1v4. Chúng ta xem vị trí Apex. Apex đang có trên một ngắm và chuẩn bị tràn vào bóng CB các thành viên phía của team Optic Gaming. Và C4 chắc chắn được đặt rồi. Vâng, Apex xếp cho mình cùng ngắm thôi. Vâng, có vẻ hoàng thượng vẫn chưa kịp chơi game. May quá hoàng thượng chưa kịp chơi game để đồng đội mình chơi hết rồi. Hy vọng ở round nào đồng đội của hoàng thượng chơi hết chứ đừng để hoàng thượng chơi game. Đã đến cái lúc mà hoàng thượng chơi game thì thực sự là cái team đấy nó hốt quá. Vâng, vậy là 5-0 cho bên phía Optic Gaming và Apex xếp được cho mình thủ ngắm. Lại một nữa có lẽ drop ngắm nữa chỉ cái nét thôi. Năm công và đã có tactical power đến các thành viên bên phía ở team G2 Sport. Có thì 1 phút rưỡi bao thôi.
Vâng, 5 công ấm thích gaming ở trận đấu chúng ta tiếp tục bắt đầu. Bên phía GA Esports họ bây giờ lại một round full buy. Nhưng mà nhìn qua chiến thuật có thể thấy là bên phía team GA Esports họ đã bắn chiến thuật cơ bản, bắn bom xe A, một người bắn cao A com ở A slot vị trí KDS. Back up là Soxy. Đây là bộ đôi có thể nói là bắn back up nhau cùng một size quá chuẩn rồi. Trong khi đó bom xe B bắn long B, đó là vị trí body sẽ người bắn gần. Bắn back up vị trí body là MPK. Và vừa xong cái đét chết chay của bom xe A rồi. Lại là 4m5 tình huống timing cực kỳ chuẩn các thành viên phía Optic Gaming. Bây giờ đối diện với các thành viên Optic Gaming đó chính là Soxy. Và Soxy sẽ làm gì tình huống này đây? Vâng, Soxy, bây giờ Soxy vẫn đang mind game. Vâng, Soxy bị kéo máu rồi, còn 46 máu vị trí là Soxy. Vâng, Soxy đã quyết định back về trong một bom xe A. Vâng, hai đội quyết định vẫn chưa có mạng vị trí Soxy. Vẫn là 4m5 vừa xong Mixwell kéo thêm 12 máu. Mix Freiburg là người nằm xuống, nhưng mà Freiburg vẫn kịp kéo máu Apex. Trong khi đó HAS đang đi về khu bom xe B. Và Magic Boy đổi cho mình là mạng Apex. Và HS bây giờ clear khu bom xe B. Body vẫn đang kê lại cho khu bom xe B tôi. Vâng, body vẫn đang kê rất chỉ. Trong khi đó ba MBK hạ gục cho mình mạng Magic Boy. Vâng, bây giờ thì tụi nó móc khu bom xe B về chiều HS. Và body bỏ qua HS. Đây sẽ là sự lựa chọn sai lầm của body. Vừa xong Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đã sử dụng đến quyền trượng rồi. Ngay tức body. Body là người hạ nhục Hoàng Thượng. Bây giờ thì hạ nhục Hoàng Thượng ngay lập tức cần về HS. Bắn vỡ mồm body. Dám hạ nhục bệ hạ của tao. Bây giờ nó xem vị trí Soxy. Soxy còn 13 máu rồi. Flash trả ra vị trí của HS. Vừa đẩy vào. Bây giờ thằng nào hạ nhục Hoàng Thượng tao. Hạ nhục và đứng trong số 1 tao bắn chết. Và ngay lập tức thì HS hạ gục cho mình được mạng Soxy rồi. 6-0 cho Optic Gaming. Một tình huống ở vị trí của body vừa mới hạ nhục được Alu thì ngay lập tức HS trả thù luôn. Bắn thẳng vào mồm vị trí của body. Vâng, 6-0 cho bên phía Optic Gaming và Kenneth thì vẫn đều ra nào có ngắm. Vâng, bây giờ Soxy thì vẫn đang là người kê ở khu mid đồ. Trong khi đó thành viên phía Optic Gaming họ đang kê tới 3 người mid họ bắn xa. Có rất nhiều round Optic Gaming chưa ra để chiến thuật của họ thì họ muốn đẩy cao bắn gần, rất nhiều round họ muốn bắn kê xa. Và Live Sport thì nó bắn cùng bom xe A, bắn mình nghĩ là bắn bi động như thế này với cả Optic Gaming thì khó. Optic Gaming họ đều là những player skill to và họ đổi mạng tốt về vị trí Kenneth, và Kenneth chủ động pick được cho mình vị trí Hoàng Thượng rồi. Chắc chắn thì Kenneth sẽ bị lời nguyền thôi. Khi pick Hoàng Thượng, giết được Hoàng Thượng thì dĩ nhiên sẽ bị lời nguyền, hoặc liệu Kenneth có thêm được mạng hay không. Hay là bây giờ bên phía Live Sport một lần nữa sẽ thua 7-0 khi mà họ đã pick được mạng Hoàng Thượng quá sớm, họ sẽ gặp phải lời nguyền. Và chúng ta xem lời nguyền nó sẽ hiệu nghiệm ngay bây giờ thôi. Vâng, chúng ta xem pick của Hoàng Thượng là sai lầm lớn nhất cho các thành viên phía GA Esports. Vâng, tràn vào và bây giờ người đầu tiên đó là Apex là người nằm xuống. Soxy đổ được một mạng, ngay lập tức thì lời nguyền hiệu nghiệm rồi. Bây giờ thì chúng tôi là 3v3 và Kenneth. Ui, đi. Ui, Kenneth, Kenneth này và Mikael hạ gục cho mình mạng Kenneth. 4v5, nhưng mà cái tội mà giết Hoàng Thượng nó sớm là sai lầm rồi. Bây giờ thì MBK có một ngắm, MBK có double kill rồi. Ui trời ơi, liệu có grab thành công vị trí của Mikael không? Mikael là một góc kê cực kỳ đẹp. Trong khi đó là MBK không đoán được ra Mikael đang móc ngược sau lưng mình. MBK vẫn là MBK, trong khi đó body đang là người bò lên. Bây giờ là MBK, ui trời. Vâng, vậy là không có mạng cho Mikael rồi. Đặt một gỡ bom thành công thành viên bên phía team GA Esports và đào thắng đầu tiên cho họ, tỷ số là 1-6 cho GA Esports. 1-6 cho GA rồi, và có vẻ lời nguyền chưa hiệu nghiệm cho lắm, chỉ một chút nữa thôi là hiệu nghiệm rồi. Ông Mikael bắn nắn nót thêm tí là biết đâu có thành công. Não nói chung là não ấy, như là bé quá. Cứ để Hoàng Thượng ra tay. Vâng, lượng tiền bên phía GA Esports round này dù là họ có nhiều, họ đủ full buy, nhưng đây sẽ là round cực kỳ nguy hiểm.
một round reset tiền và ngay lập tức thì body một tình huống chủ động đẩy ra pick ở vực long b. Giờ long b vị trí body có mình một mạng rồi, có cho mình double kill vị trí ở body, nhưng Freiburg hạ gục cho mình body. Ngay lập tức thì hoàng thượng quay trở lại và trả thù cho chính mạng sống của mình. Bên hoàng thượng đẩy lên Apex bắn yếu vị trí ADS, nhưng bây giờ thì Apex có mình một mạng. Ngay lập tức thì Apex back về trong vòng tay b. Hoàng thượng nằm, không phải hoàng thượng, đó là Freiburg. Hoàng thượng sống cuối rồi, hoàng thượng sống cuối, chúng ta xem đâu hốp rồi. Vậy là Apex kết thúc round đấu này với double kill. 26 cho GA Sport. Vâng, vậy là Optic Gaming họ sẽ first buy round này. Đội hộ giá này là đội hộ giá free nha anh em, nên là vấn đề của cái đội hộ giá này không được như cái đội cũ thì cũng đều là điều hiển nhiên thôi. Đợt này gia đình hoàng thượng cũng đang gặp phải vấn đề trục trặc về mặt kinh tế, không thuê được hộ giá xịn. Mà chỉ thuê được vài ông lắc nhắc nghỉ hưu như ở Freiburg thôi. À, mài vài thằng trẻ trâu mới nổi như là Zig Boy và Mixwell. Vâng. HS cũng vậy. Và thành niên HS thì trông không có gì mà thành niên bị điện giật. Trong đó là Apex vừa hạ cùng cho mình mạng của Freiburg ở khu Connector. Nhưng sau đó 4v5 và lợi thế có thể nói là đang nghiêng về cho bên phía G2 Sport. Và họ đang chủ động bắn thủ lùi khi mà họ biết được là Optic Gaming đang eco trắng ở round này. Thanh niên headshot này khả năng là bị bắn headshot nhiều. Tôi nghĩ thế. Vừa xong thì Magic bội đổi cho mình mạng Ken Soxy và body lần lượt có mình mạng Mikwell và Magic. Tỷ số chắc chắn thôi, có lẽ là 3-6 rồi. Ô, hoàng thượng là tát vào mồm phải luôn, hoàng thượng luôn. Vâng, vậy là G2 Sport đã có đủ tiền lên hai ngắm vị trí MBK và Kenneth rồi. Có thể là MBK đang là một trong những player bán semi-opper bên phía G2 Sport khá là tốt. Vâng, để chúng ta xem vị trí body. Ngay lập tức thì Mixwell hạ gục cho mình mạng body rồi. Ui, liên tục là gánh bên phía G2 Sport ở những round quan trọng này. Lượng tiền của họ thì cũng nhiều, nhưng mà nói chung là nó ở round sau nếu mà mất nhiều này, thì round sau bắt buộc họ cường skill. Và cương skill của Optic Gaming không phải là sự lựa chọn sai lầm. Vâng, 4v5. Ở round này, dù round này thua bên phía G2 Sport, round sau vẫn có thể full buy được. Nhưng full buy được, nhưng mà đủ đồ vẫn còn là vấn đề nan giải. Bài toán bên phía G2 Sport phải tính toán. Trong khi đó, Optic Gaming ở round đấu lần này, họ đang có lợi thế hơn người. 5v4 được khá là sớm. Và Apex đang người giữ phục long B. Đầu thanh niên bắn rồi vẫn là kê và thì nó sẽ áp bài B thành niên phía Optic Gaming rồi, liệu đây thì nó sẽ áp bài thật hay không. Trong khi đó thì MBK vâng, vậy là MBK bài tơ của chính hoàng thượng. Vâng, hoàng thượng chơi mưu hèn kế bẩn, đợi đối thủ bài tơ đi về, hoặc hoàng thượng bắn vào mồm đối thủ sau lưng. Vâng, hoàng thượng chơi cửa sau luôn, một trong những hoàng thượng phải nói là hoang dâm vô độ nhất triều đại CSGO thế giới. Quyết định chơi cửa sau. Vừa xong Magic Boy hạ gục cho mình mạng Apex khi mà Apex có cho mình double kill của bóng CB. Bây giờ thì còn KDS và C4 được đặt thành công cho thành viên phía team Optic Gaming. Xem hoàng thượng. Còn hoàng thượng có ngắm rồi. Vậy là hoàng thượng kết thúc dăm ba thằng Legion. Double kill cho hoàng thượng và đó là triple kill cho hoàng thượng chúng ta. Vâng, dăm ba cái thằng huyền thoại tuổi gì? Tuổi gì? Còn tao là triều đại hiểu không? Dăm ba chúng mày chỉ là huyền thoại thôi, còn tao là triều đại nó khác hiểu không? Láo là chết ngay. Triều đại Alu nó nghe nó à, nghe nó Lusuri hơn hẳn là vài ba cái thằng Legion đúng không anh em? Vài ba cái thằng Legion, thằng Lusuri là nói. Vâng, bây giờ chúng ta xem vị trí Magic Boy là người đẩy lên. Magic Boy đối diện với Kenneth và nhìn qua chiến thuật chúng ta thấy là G2 Sport đã bắn trong hai cục bóng CB, một cục B-Shot và hai cục Connector. Chúng xem vị trí ngay lập tức thì HS hạ gục cho mình mạng KNS rồi. Vâng, và vừa xong Soxy có mình mạng Magic Boy. Vẫn còn thanh niên HS và thanh niên bị điện giật này thì tôi không hiểu thanh niên bị điện giật này liệu bắn các người thì không. Thanh niên liệu nhanh hiểu tia chớp hay không. Vâng, thanh niên điện giật này thì hiện tại vẫn đang gánh đồng đội hơi tốt.
vẫn là 4v4 và C4 đã đạt thành công trên bên phía Optic Gaming rồi. Và tỷ số lẽ ra là 8-3 Optic Gaming thôi. Khi các thành viên của iSport Eco Chan Rai có nên được trả vào Hung Sai vị trí Mixwell, cho nó móc ngược vị trí Along lại, đó chính là Apex. Mình xem chú chó này, chú chó Apex liệu cắn được ai không đây. Ui trời và Apex get shot cho mình mạng Mixwell. 3v4, Soxy kết thúc Freiburg. Hoàng thượng kết thúc cho mình mạng NBK. Hoàng thượng, thậm chí Hoàng thượng chơi vào mồm luôn, blow job luôn vị trí của NBK. Thiếu giờ là 2v2. Đây là tức thì HS, vâng, vậy là Hoàng thượng còn hạ gục luôn cả body luôn. Hoàng thượng bắn ghê quá, double kill cho Hoàng thượng. Hoàng thượng bắn ghê như thế này thì Ken hết tuổi gì? Zamba cái thằng gọi là Legion làm sao đủ tuổi với Luxuria lui hả không? Hoàng thượng nghe nó trịnh trọng, triều đại đúng không? Triều đại Alu. Bây giờ là tỷ số là 8-3 về team Optic Gaming. Kenneth và chị NBK có thì hai ngắm, không biết ở những trong những tình huống như này có hai ngắm thì thực sự là bên phía của iSport vị trí NBK đã phát huy khả năng bắn ngắm mình tốt hơn so với Kenneth. Khi mà Kenneth có những góc kê mà Alu có thể đọc được rồi, Alu chúng ta thấy là kỹ năng skill cá nhân Alu có thể rất tốt, nhưng kinh nghiệm và cái độ tinh quái Alu không kém cạnh gì những player tốt. Vừa xong thì Kenneth và body lần lượt có được mạng, được là body chủ động đẩy lên cầm cho mình của USP. Vừa xong Kenneth tình huống no scope, vừa bây giờ thì là Kenneth nằm xuống với Magic, double kill cho Magic. Và chúng ta chờ xem hoàng thượng vẫn sống, cơ hội vẫn còn nhiều. Bên hoàng thượng sẽ chỉ điểm ở ai đây? Vâng, Nhất Dương chỉ mới ăn liền. Bây giờ chú chó Apex, vâng, vậy là chú chó Apex là người nạn nhân đầu tiên rồi. Nạn nhân úi xuống hoàng thượng bình tĩnh, cẩn thận tổn hại long thể. Vâng, vậy là long thể hoàng thượng bây giờ chỉ còn 12% thôi. Vâng, hoàng thượng có vẻ hơi núp trong ra đấu này, hoàng thượng có vẻ hơi nát rồi. Trong một tình huống mà hoàng thượng móc vị trí Apex nhưng chỉ kéo Apex còn 24 máu thôi, không đủ kết liễu vị trí của Apex được. Vâng, vậy là Apex còn, thậm chí Apex còn hạ gục cả Magic Boy. Bây giờ thì Apex có cho mình double kill mạng hoàng thượng. Vậy là có tình huống bom tactic các thành viên phía thì Optic Gaming. Bây giờ là đã đến lúc hoàng thượng bây giờ ngồi đây chỉ trích đúng không? Vâng, hoàng thượng đang hỏi là Apex có phải tao chơi mày không? Vâng, Apex trả lời ừ mày chơi qua luôn, vãi cả trưởng luôn, ok my friend. Đấy, hoàng thượng hỏi là tao chơi chúng mày không? Apex của mày chơi xuyên luôn đấy chất. Vâng, 8-4 ở trong trận đấu này, và có thể nói là bây giờ ở tỷ số bắn TSI map overpass thì đây là một trong những tỷ số cực kỳ đẹp cho phía team Optic Gaming rồi. Hoàng thượng hỏi là hoàng thượng hỏi tao bắn chúng hay không đấy, tao có bắn hay không, tao chơi hay không, nó như nhau cả, nó đều một nghĩa. Vâng, bây giờ chúng ta xem các thành viên bên phía team Optic Gaming họ sẽ có một ra first buy 3k vị trí Magic, HS, Alu. Trong khi đó thì Freiburg và Mixwell hai người cũng ổn lục, nhưng vị trí ở Freiburg và Deagle cũng không tin tưởng vị trí Deagle lắm. Có lẽ anh nên đổi mình sang khẩu 5-7 nó sẽ phát huy được nhiều tác dụng hơn. Deagle thì nên đổi sang cho player khác bằng Deagle. Vâng, trong khi đó thì Magic Boy phát hiện ra body rồi. Body vẫn trêu Magic Boy, những thằng mà hay lầy lội và trêu rất hay bị vỡ mồm. Trong khi đó vụ bom xe A vẫn đang là thành viên phía team Optic Gaming, họ chủ động bắn xa. Vị trí ở Soxy có lẽ là lộ vị trí rồi. Và bây giờ các thành viên phía team Optic Gaming họ sẽ chủ động đẩy ra pick up Soxy. Vâng, vậy là Soxy vừa có một flash đẩy ra. Bây giờ Soxy có những double kill, nhưng đó chỉ là double kill cho Soxy rồi. Magic kết thúc cho mình mạng Soxy thì một backup quá tốt, vị trí Magic Boy. Đổi mạng tốt, mất hai người nhưng đó là mất Freiburg và Mixwell. Không có nhiều vấn đề gì xảy ra cho tình huống đổi người vừa xong. Trong khi đó thì hoàng thượng của chúng ta đã hạ gục Apex rồi. Và bây giờ vị trí HS, thanh niên điện giật đang đứng hụt bê sót. Vâng, thanh niên là đi đâu? Là điện giật đến đấy, liệu thanh niên này có giật được MVK không? Chúng ta xem. Vâng, thanh niên bị điện giật. Vâng, thanh niên cũng sụp. Vâng, vậy là thanh niên điện giật chỉ là một phép nghi binh thôi. Đây là chỉ là con tốt tí thôi. Thì cho hoàng thượng và Magic Boy còn sống. Magic Boy sẽ là người cận vệ trực tiếp hoàng thượng ra đấu lần này.
sau những cái lời nguyền ở bên phía team G2 Esports lãnh phải thì đó đã chủ động, họ không muốn giết Hoàng Thượng early game nữa. Và bây giờ Hoàng Thượng đã đấu súng, Hoàng Thượng đã táp, Hoàng Thượng nhất thương chỉ. Vâng, vậy là Magic Boy hạ gục Kenneth rồi, Hoàng Thượng chỉ còn 4 máu thì còn... Vâng, 40 máu thôi, Hoàng Thượng vẫn không giết được người. Vâng, Hoàng Thượng quả là từ bi. Hoàng Thượng có một tấm lòng đức độ, từ bi. Vâng, không muốn hạ sát một thường dân. Vâng, vậy là tỷ số là 5-8 nữa là viên phía từ G2 Esports. Tưởng Hoàng Thượng tap tap là cũng có vẻ là biết đặt tâm, biết chơi game, biết tap rồi. Hóa ra vẫn trên chay. Vâng, trong khi đó G2 Esports thì vẫn đang ngựa non háu đụ và liên tục đụ mồm Hoàng Thượng. Giết thì không giết kiểu thường, mà từ nãy giờ tôi chỉ thấy bắn mặt Hoàng Thượng thôi. Vâng, trong khi đó thành viên phía team G2 Esports họ lại một lần nữa họ chiếm một B, vẫn là chiếm B hoàn toàn. Cái khu vực B G2 có cái khoảng không gian họ di chuyển khá là thoải mái, thậm chí cả khu vực A nữa. Trong cái đó Optic Gaming từ nãy giờ họ đang bị từ đầu khi mà họ pick lẻ là các thành viên của G2 Esports, và tới hiện tại thì họ cũng không phát huy được nhiều tác dụng. Họ không chiếm được vị trí, họ đang bị gò bó quá nhiều một nơi. Vâng, về một tình huống tràn bóng cái bê rất nhanh thành viên bên phía thì Optic Gaming chỉ Mewen kế bẩn là giỏi, trả nhiều smoke ra rồi đi chơi smoke với thanh niên này. Vừa xong thì Hoàng Thượng vẫn chưa chết, Hoàng Thượng chơi PUBG luôn trong game. Vâng, vậy là double kill Hoàng Thượng rồi, và một lần nữa Hoàng Thượng lại sống cuối. Ok, vâng, double kill Hoàng Thượng. Chúng ta đến với round đấu cuối cùng hiệp thi đấu đầu tiên. Cũng giỏi, Hoàng Thượng round nào sống cuối được tôi đấy, cũng giỏi. 8-6 cho Optic Gaming, và đây cũng phải nói là tỷ số đẹp. Vâng, chân mệnh thiên tử thì lúc nào họ cũng có một cái aura, gọi là aura đạn tự bay mồm. Hãy xem vị trí Hoàng Thượng này. Các ông không tin aura đạn tự bay mồm. Úi dồi, còn chưa xuất hiện mà địch đã chết rồi, đấy gọi aura xịn. Vừa chăm sóc xì có mình mạng mạng Magic và Iver kết thúc cho mình và Sophie. Team Zona là 4-2 ở phía của team của iSport thì họ đang mất người quá sớm. Dù họ đang có một round phải nói là full buy, nhiều họ thắng round trước. Còn ở round đấu này họ đang có lợi thế nhiều hơn so với Optic Gaming. Nhưng họ đã chủ động pick người và để họ pick người lại. Team Zona là 2-2 nhưng hai thành viên vị trí body và NK yếu máu rồi. Body chỉ có 10 máu, em kêu 65 máu và thậm chí chỉ có 1 kit vị trí body thôi. Nếu mà tình huống này body nằm xuống một vị trí xa của bóng sai và kit khi mà câu retake bóng sai mà không có kit để gỡ ấy, thì đó là một cái sự lựa chọn sai lầm. Trong đó ở người đang đứng CT đó là Hoàng Thượng. Vâng, Hoàng Thượng chúng ta ở đấy giờ chơi game fighter rất chi là tốt, liên tục những tình huống mà gây đột biến trong trận đấu ngày hôm nay đều là những vị trí Hoàng Thượng fighter tốt. Trong khi đó thì MBK có một điều các bạn chưa biết đấy là Hoàng Thượng nghiêm túc là Hoàng Thượng bị lag. Ok, vâng, tôi không hiểu sao lag có thể bắn ngắm hay như vậy được. Không nên so sánh với Ekenes và Guardian nhé. Alu bắn ngắm như kiểu khác, quả dễ trúng à, quả dễ thì không trúng mà quả khó trúng à, tôi không hiểu sao bắt lag bắn như thế được. Vâng, bây giờ thì MK thì có retake trong cuộc bóng xe A. MK vẫn chủ động retake khi mà có mình một kit, và ngay lập tức thì AS kết thúc cho mình được mạng MK rồi. Tỷ số là 9-6 Optic Gaming, của chúng ta nghỉ trong ít phút để chuẩn bị chuyển sang hiệp thi đấu thứ hai. Vâng, hiệp thi đấu thứ hai chuẩn bị được bắt đầu ngay bây giờ đây, khi mà cái ID họ đã rep đi rồi. Vâng, Mac đang được pull bởi admin. Có vẻ hai team nó rất cục, họ không cần thời gian cung up luôn.
Vâng, đang có vấn đề máy móc của cả hai team đó, vị trí của MBK và Alu đang bị crack game. Chúng ta vẫn đang phải chờ ít phút khi mà hai team nó rất cục một mặt nhau luôn, nhưng ban tổ chức vẫn chưa cho chơi. Lâu thật, hai team này bắn lâu vãi trường á. Trận đấu nó căng thẳng mà hai mấy ông nhõi ở bên đây kiểu thắng thua không quan trọng phải không? Chơi thì mình cứ chơi thôi, vui là chính. Hai bên vẫn đang chôn, bên phía team của iSport NBK nãy giờ vẫn đang chôn thanh niên hoàng thượng. Đi vi hành mà để với thằng dân thường nó cứ vả mồm liên tọ này, khổ. Chúng nó bắn người khác chỉ bắn vào người thôi, nhưng bắn vào hoàng thượng cứ phải hai viên vào mồm luôn. M4 hai viên với chết thì đúng hai viên đấy vào mồm luôn. Vâng, trận đấu chúng ta ready, chuẩn bị đã bắt đầu rồi. Vâng, hoàng tượng soft rap thì đúng là khó. Và bây giờ thì có back up đến từ bên phía vị trí admin. Vâng, và bây giờ chúng ta bắt đầu với hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu giữa GI Sport và Optic Gaming. Bên phía team GI Sport họ bắn TSI ở hiệp thi đấu thứ hai, trong đó Optic Gaming họ bắn CSI. Và nhìn qua đội hình chiến thuật ngay ở đá lục thì cả hai team họ đã bắn khác nhau rồi. Bên phía Optic Gaming họ chỉ chủ động đẩy một người thôi, vẫn có một người giúp connector đối diện, đó chính là của Magic Spoil. Và Magic hạ gục cho mình là MBK, Body và Soxy lần lượt có 11 mạng, HS kết thúc cho mình là mạng của Apex. Vâng, trong khi đó vị trí Kenneth đang là người đứng trong quang CP, đẩy thẳng vào quang CP. Và ngay lúc Magic hạ gục cho mình vị trí Kenneth rồi, thì bây giờ đang là 2v2, double kill vị trí Magic. Còn Soxy và Body, Soxy bị móc, Soxy headshot được Alu. Vâng, Soxy lại một lần nữa vả thẳng vào mồm hoàng thượng. Ở C4 được cầm về khu vực quang CA, ngay được từ Magic Boy đuổi theo. Magic Boy đã không có lợi thế khi lộ vị trí rồi. Hai thành viên bên phía GI Sport họ chạy rất nhanh. Vâng, họ chạy cực kỳ nhanh luôn. Đi nhặt kit. Vâng, bây giờ nó xem vị trí Magic. Magic làm gì từng con này. Đổi sang góc quẩy vị trí Magic. Vâng, Magic vẫn đang check vừa thôi, lao ra bắn nhau thôi. Đến lúc rồi. Vâng, Magic đã bị khổ rồi. Bộ phim kinh dị. Lắc ra thấy hai ông của địch, 1v2 lắc ra thấy hai ông của địch đứng trước mặt. 7-8, 7-9 bên phía GI Sport. Và GI Sport họ đang đứng trước rất lớn, cơ hội rất lớn để có thể
cân bằng tỷ số trong match thi đấu Overpass. Vâng, và bây giờ bên phía thì Optic Gaming họ đã lên cho mình hai khẩu Eagle, một CZ75, mà Ziggs và Mikwell. Cho đó Hoàng Thượng chúng ta chỉ lên một khẩu súng khá là khiêm tốn thôi, đó là khẩu P250. Bên phía team G2 Sport bây giờ họ vẫn đang Hopic. Dù là một round Atieco thì họ vẫn chủ động Hopic. Vâng, và G2 thì họ vẫn đang hold khu collector. Bây giờ vẫn là vị trí Magic và đối diện Magic đó là MVK. Vẫn kịp headshot vị trí MVK đó là Magic và MVK còn 23 máu thôi. G2 họ đang cầm C4 đi về không bóng xe B. Trong khi đó thì ở khu B shot là ai đây? B shot là HS. Kèm theo đó chính là vị trí của Hoàng Thượng thì phải. Không, đó là Freiburg. Vừa xong body hạ cho mình bạn Freiburg rồi. Ngay lập tức body có cho mình double kill. Và khu bên shop vẫn còn một người. Vâng, bên shop vẫn còn Mixwell. Thì bây giờ vẫn đang là 5v2. Bên phía G2 Sport vẫn chưa đặt bom. Không biết team này họ đặt bom lâu vậy. Ngay lập tức tiểu Hoàng Thượng. Vâng, Hoàng Thượng kết thúc cho mình xong xì rồi. Mixwell đổi cho mình mã Apex tiểu dần 2v3. Liệu Hoàng Thượng Mixwell class thành công không đây? Kennedy đã đứng buộc xì xài. Kennedy còn 100 máu nguyên. Nhưng Kennedy bị tách biệt với những người đồng đội còn lại. Trong khi đó thì Hoàng Thượng là lút cho mình. Không phải Hoàng Thượng mà Mixwell lút cho mình khẩu AK-47. Và có lẽ Mixwell té rồi. Mixwell chọn mình phương án té và quyết định bỏ Hoàng Thượng lại. Không, Hoàng Thượng cũng đi té rồi. Hoàng Thượng cũng vi hành luôn ở trong round đấu lần này. Và tỷ số là 8-9 những hành viên về phía team G2 Sport. Và Optic Gaming người đến bây giờ họ cũng đang gặp vấn đề khi bắn C-Sai. G2 Sport họ trước giờ họ vẫn bắn hay ở TSI rồi. Vâng, bây giờ anh đi phía team Optic Gaming họ đang chuyển khai đội hình ở kê bắn được vụ bóng xe B. Họ sẽ chủ động đẩy ra hai B shot, người đứng ở long để đứng ở tận CT side để bắn lại vụ B long. Trong khi đó ở vụ bóng xe A thì Magic sẽ bắn kẹp cùng với đó là Alu, một CZ75 hoặc PA50 vị trí Alu. Bây giờ Magic đang người bắn CZ75 đối diện Magic đó chính là ai đây? Đó là Kenneth, và Kenneth là người nằm xuống đầu tiên bên phía team G2 Sport. Trong khi đó thì vâng, Hoàng Thượng, vậy là Hoàng Thượng đã quyết định bỏ đồng đội của mình ở lại. Vâng, Hoàng Thượng bỏ đồng đội của mình ở lại. Ôi, Hoàng Thượng đã bỏ đồng đội của mình ở lại để ra A-Sort. 4v4 và lợi thế đang nghiêng về cho các thành viên phía team G2 Sport. Khi mà nhìn qua lượng súng và lượng bom, cả lượng trang bị họ cũng có nhiều đồ hơn so với bên phía team Optic rồi. Vâng, vừa xong đã tràn được bom xe A vị trí của NBK và Apex. Và Apex đã có mình mạng đầu tiên. NBK có trên mình được double kill. Mixwell ra mắc ngược về đường khu middle. Và C4 được đặt vô xe tải và C4 nó cực kỳ an toàn cho mình bên phía team của iSport. Và vị trí Apex đang là người kê của middle. Vâng, Mixwell vẫn đang cầm cho mình của AK. Mixwell đã check ra vị trí NBK chưa đây? Phát hiện hộ. Vâng, vậy là Apex kết thúc round đấu này với double kill mạng của Mixwell. Khi Mixwell một cú táp hơi lỗi. 9 đều cho G2 Sport. Vâng, tỷ số hiện tại là 9 đều round thứ 19 trận đấu. Chỉ còn 1 round, 11 round thôi trận đấu chúng ta kết thúc. Và phần thắng nghiêng của đội nào đây? Và đội nào sẽ phải rời
rời giải đấu IEM Auckland sớm. Các đội nào tiếp theo được đi vào vòng trong đã có lửa trả ra bên sót. Bên phía ở team của iSport đã chủ động đẩy ra bên sót rất sớm, đang liên tục đến tình huống Gobeng, vị trí thành viên phía team Optic Gaming tràn bóng CB, lửa trả ra, NBK là người bị đốt lửa vào, ui rồi chín thịt đến vị trí của NBK nằm xuống Mixwell. Và vừa xong thì Hoàng Thượng đã lại một lần nữa vả mồm mấy thằng Legion rồi. Vâng, Hoàng Thượng body bắn xuyên smoke và ngay lập tức body có một mạng, đó là xong xì kết thúc cho mình Mixwell. Nhưng giờ đang là 3v3, thành viên phía team Optic Gaming họ lại một lần nữa họ chủ động đẩy ra pick người trong những tình huống mà không nên. Bây giờ thì họ lại để ở trận đấu đẩy về thế cân bằng rồi, tất cả mọi công sức Hoàng Thượng bỏ ra ở đồng đội hay là hộ vệ phá hết rồi. Tính rồi là 3v3. Bên phía của team GI Sport thì họ sẽ đẩy ra dụng Along tính này. Nó kê của Along thôi. Trong khi đó ở khu Along đó chính là Magic. Magic hạ gục cho mình Apex rồi. Bây giờ vẫn là vị trí body đang đẩy ra. Time còn 35 giây. Thời gian không ủng hộ các thành viên phía team GI Sport. Và bây giờ thì Optic Gaming họ đã chủ động back về. Bây giờ Soxy đi được khu Along. Và đó là sai lầm. Không, Soxy vẫn kịp pick cho mình mạng Magic Boy. Double kill trên Soxy rồi. Thì cũng đọc vị trí quá chuẩn để được Soxy. Trong khi đó bom sẽ ai? Thời điểm hiện tại đó là ai? Đó là thanh niên điện giật. Và C4 đã được cầm về trong khu bom sẽ B. Hoàng Thượng đã kê A này bảo sao phải đi B. Hoàng Thượng đã chỉ đạo phải đi B là phải đi B. Vâng. Vậy là đi B cho HS giết người rồi. Soxy là người đi vào khu bom sai. Body phát hiện vị trí của Soxy. Sẽ có flash trả ra vị trí HS. Chúng ta chuyển ra góc quay của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng lại một lần nữa chết chay. Phải luôn. Ngay lập tức thì body kết thúc cho mình mạng HS và tỷ số sẽ là 19 cho bên phía team GI Sport. Thực sự mà nói thì tôi cũng hiểu tại sao mà luôn luôn có một vị trí đẹp bắn úp mà lại thua để AK pick nhặt. AK thì đang ngồi giữa đường. Vâng, một lần nữa Optic Gaming họ sẽ phải force buy round này và nhìn qua lượng tiền có thể họ đang eco trắng 2-3 giáp 1 và 2 giáp mà 2 không có giáp, 2 người không giáp, 1 Deagle 3 CZ75. Vừa xong Hoàng Thượng lại một lần nữa bị vả vào mồm rồi. Liên tục là bị vả vào mồm bởi vị trí Hoàng Thượng. Vâng, lại là 4v5 và tham khoảng phút 10 giây. Thời gian này sẽ ủng hộ được GI Sport thì họ còn rất nhiều thời gian. Trong khi đó Optic Gaming họ đã thiếu người, họ phải mất nhiều vị trí hơn để kê các khu vực. Nhưng mà nhìn qua số lượng người này, khả năng cao họ sẽ không đảm nhiệm được hết những cái vị trí ở trong khu vực map thi đấu Overpass. Và chắc chắn sẽ hở thôi. Và đường hở lần này đó chính là khu vực Long B ở bên phía team GI Sport. Họ chuẩn bị bò khu vực Long B rồi. Họ giữ hai người ở bên short. Ở đó là Optic Gaming và hai người của Along. Nhìn qua thì bây giờ bên phía team GI Sport vừa bị bóng lửa lỗi. Chúng ta xem vị trí MBK. MBK vẫn đang là người kê cùng bên short. Bây giờ C4 được cầm vào trong khu bóng CB. C4 được đặt thành công rồi. Các em tức smoke trả ra bên short bên phía team Optic Gaming. Họ gần như không có cơ hội nào cả. Bóng máy vào trong đội của GI Sport. Trong phương sau thì MBK là người nằm xuống ở Magic Spoil. Đối diện với Magic đó chính là Apex hạ gục được cho mình một mạng nhưng nằm xuống ở Mixwell. Vừa xong thì Fryber cũng kết thúc cho mình một mạng. Tính giờ đang là 1-2-3. Ngay lập tức thì Soxy kết thúc cho mình Mixwell. Còn HS và Fryber. Bây giờ thì HS kết thúc cho mình mạng của Soxy. Fryber hạ gục Kenneth. Một tình huống mà retake bên phía team GI Sport không thể tin nổi. 5v4, Optic Gaming họ chỉ có 4 người đi vào vòng xoay B nhưng họ vẫn retake được và họ eco trắng. Trong khi đó thì GI Sport full buy. The fuck? Bên phía Optic 4v5 eco full buy. C4 đặt rồi. Vâng, bây giờ lại một tình huống Paul tức tích đến từ GI Sport thôi. Tự nhiên như vậy.
Vâng, lại khó vì Optic Gaming khi mà hoàng thượng chúng ta lại lên một lần nữa có quyền trượng. Vâng, rất khó vì Optic Gaming. 10 đều vào round 21 của trận đấu. Vẫn còn 9 round nữa và cơ hội cho hoàng thượng vẫn còn. Nhưng có vẻ hoàng thượng đang lên quyền trượng. Nếu lên quyền trượng này là cơ hội khó đến từ cho bên phía team Optic Gaming. Cho đó G2 Sport về đội hình của họ thì họ đang dàn trải đội hình ra khá nhiều vị trí connector. Hiện tại Kenneth là người kê. Optic Gaming đội có một cái chiến thuật Optic Gaming họ đang sử dụng khác với G2 một chút, đó là Optic họ bắn tới 3A. Họ đẩy 3A từ đầu, họ lấy vị trí, sau đó họ bách một người vào trong vòng xem B, đó chính vị trí Magic. Và chúng ta xem Long B đẩy bởi Freiburg rồi, trong khi đó cùng Assault ở vị trí của hoàng thượng. Hoàng thượng bắn ngắm thì Assault đang bách sâu về trong một bóng sai. Để xem vị trí hoàng thượng có lẽ có mình một mạng không. Hoàng thượng vẫn đang kê. Vâng, vẫn chưa có mình mạng nào cả. Trong khi đó Freiburg, vâng, Freiburg một vị trí có mình một mạng rồi. Double kill vị trí Freiburg, một tình huống mà flick cực kỳ chuẩn xác vị trí Freiburg. Freiburg trong khi đó hoàng thượng chúng ta đã có flash pop ra, hoàng thượng mất vị trí. Vâng, hoàng thượng đoán ra Apex đã ra sang phải chưa đây? Chưa đoán ra. Kenneth hạ gục cho mình được hoàng thượng. Chúng giờ là 3v3, lợi thế đang nghiêng về cho bên phía team G2 Sport khi mà Optic Gaming họ trả khá là nhiều bom ra bom sai. Bây chỉ còn hai quả flash vị trí Magic Boy thôi. Nhưng liệu còn hai quả flash này sẽ một round retake thành công nữa cho bên phía team Optic Gaming hay là cường skill đấu thắng bên phía G2 Sport đây? Khi mà G2 Sport đã chuẩn bị triển khai đội hình đánh vào trong khu bóng xe A, vị trí của Magic Boy là người kê hụt toilet vừa xong, Magic Boy lại nằm xuống bởi body rồi. Bây giờ thì Kenneth úi rồi và Kenneth nằm xuống bởi HS. Tiếng rồi đang là 1v2 vị trí của Apex. Vâng, Apex time của 15 giây, C4 không đủ thôi. Tỷ số sẽ là 11-10 cho bên phía team Optic Gaming. Thời gian này chắc chắn không đủ cho bên phía vị trí HS rồi. Vâng, ra thì HS chạy rất nhanh luôn, không đủ cho Apex và HS bây giờ rất nhanh là HS không đọc của ra vị trí Apex và ngay lập tức thì tỷ số sẽ là 11-10 rồi. Tích Gaming khi mà Apex để C4 rơi khá là xa. Vâng, hoàng thượng chúng ta sau hiệp thi đấu đầu tiên có cho mình số frag là 13 và đến hiệp thi đấu thứ 2 đã 6 round trôi qua rồi. Hoàng thượng mới lên cho mình được thêm 2 frag thôi. Bắn có thể lấy bắn CT side đối với hoàng thượng nó cũng hơi khó so với TS side. Liên tục để cho Kenneth pick dù là kê trước. Vâng, trận đấu chúng ta tiếp tục bắt đầu khi bên phía G2 Sport một round tactic cổ phao nữa. Và nhìn qua lượng tiền thì G2 Sport ở round này đang yếu tiền. Và có lẽ sẽ phải là tình huống eco trắng lên cho mình cái khẩu lục nhỏ thôi. 3P2-10, 1CZ-75 và có AK đến vị trí Apex. Trong khi đó thì bên phía thì Optic Gaming đã có một nắm vị trí Alu, 3 khẩu M44, 1 khẩu U45 vị trí Magic Boy. Và bây giờ bên phía team G2 Sport đã chủ động chiếm một connector sớm. Trong khi đó thì Optic Gaming họ đang đứng hai người connector, đó là vị trí của Magic và hoàng thượng Alu. Ở bom xe B thì hiện tại vẫn là 3 player, đó là HS, Freiburg và Mixwell thôi. NBK đang cầm khẩu PA đang bò lên và NBK là người vào số đầu tiên. Ngay lập tức thì double kill vị trí Magic rồi. Bây giờ Magic rút cho mình khẩu. Ngay là không phải, đó không phải là mạng Magic, Mixwell thì một cô bang tốt kết thúc cho mình mạng body. Thì cũng giờ là 3-4v1 khi mà Magic có bên triple kill khẩu PA50 hạ gục Apex. Vâng, 4v1, 5v1 và khó cho Soxy rồi. Soxy chỉ có 1 PA50 thôi. Ngay lập tức thì Soxy nằm xuống bởi hoàng thượng và tỷ số sẽ là 12-10 cho Optic Gaming. Vâng, 12-10 cho Optic và round thứ 23 của trận đấu. Bây giờ thì G2 Sport họ sẽ thoải mái lên được cho mình một khẩu AK-Z2 và một quả Smoke. Thậm chí khá là nhiều bom. Đó là chị MBK sẽ bắn một Gali và lên full bom. Vâng, round thứ 23 trận đấu gần nét được trả vào khu connector. Bên phía team G2 Sport thì một lần nữa thì họ đang vẫn đang dàn trải đội hình ra khá là sâu. Họ đang có ý đồ muốn bò một lòng B chăng? Trong khi đó thì tình huống giao tranh của lòng B rất nhiều. HS có cho mình double kill rồi. Cameraman một lần nữa lại làm việc như cái củ cải. Kenneth hạ gục cho mình Mixwell. Soxy kết thúc được Magic.
C4 được rơi ở cụt long B, trong đó AS vẫn đang chủ động đẩy lên. Vâng, AS vẫn chưa có gì mình mạng thì bây giờ vẫn đang là 3v3 liên tục giao tranh cả hai team ở các khu vực A short và long B. Vâng, lại một lần nữa flash trả ra, thanh niên bị điện giật này đã có mình hai mạng rất nhanh. Còn vẫn còn Kenneth, Soxy và MK. Và nhìn qua lượng bom thì đấy bên phía team của iSport họ vẫn có thể đánh bài được khu vực bom CB. Vâng, người HS đang người kê ở khu vực bóng xe B. Và bên phía team GI Sport họ sẽ chuẩn bị đánh bài vào bóng xe B, rồi sẽ có một quả Smoke Haven có lửa toxic. Còn lượng bom như này có thể thấy là GI Sport đủ để đánh bài. Trong khi đó vị trí Soxy đang có một lửa. Soxy cầm lửa sẽ ném đi đâu đây? Vâng, vậy đúng như mình nói, lửa sẽ trả vào toxic rồi. Đang tràn bóng xe B thành viên phía team GI Sport và C4 đi khu vực long B. Ngay lập tức Freiburg vừa có được một mạng và bây giờ thì double kill vị trí Freiburg và HS là người kết thúc round này với triple kill. Và đó là một round thắng thứ 13 trong Tick Gaming. Bây giờ thì GI Sport họ hết tiền. Cơ hội để Optic Gaming họ vươn lên dẫn trước tới 4 round rất gần và một lần nữa lại to tactic đến từ các thành viên phía GI Sport. Vâng, round thứ 24 trận đấu rồi, bây giờ thì bên phía team GI Sport có 4 giáp 2, full CZ 75. Có thể thấy bên phía GI bây giờ thì họ đang bắn full CZ, tình huống rất bê nhanh, nghĩ khả năng cao là họ muốn rất bê nhanh. Họ đã clear hoàn toàn full connector rồi, sẽ là tình huống chiếm sót cho nó rất bê nhanh. Ở vị trí Alu thì vẫn đang là người kê full connector. Và nhìn qua lượng bom thì đấy là một bên phía team GI Sport vẫn đang chủ động, họ muốn đánh set up bài khu bom set B. Trong khi đó thì hạng S của Mixwell đang là hai người bắn trong khu bom set B cho bên phía team Optic. Và chỉ cần chờ smoke tan thôi là GI Sport sẽ tăng vào khu bom CB ngay. Vậy sẽ là một tình huống chạy xuyên smoke của thành viên phía team GI Sport. Một mạng ở vị trí Mixwell. Bây giờ HS kết thúc cho mình là MBK rồi, thì bây giờ là 3v5. Khó thành viên phía team GI Sport mất khá nhiều tiền nào này. Mixwell hạ gục cho mình body. Kenneth còn một máu và chỉ còn Soxy thôi. Soxy đã bỏ xuyên smoke tình huống này. Và Soxy bây giờ thì Soxy có chỉ một mạng HS, nhưng Soxy cũng nằm xuống ở Mixwell và đào thắng thứ 14 cho bên phía ở team Optic Gaming. Trong khi đó thì GI Sport đạt được C4 thành công. Và lượng bom đất tiền của họ đến tới thời điểm hiện tại round này đã là 5.300 tiền đến 6.100 tiền rồi. Lượng tiền khá là nhiều. Sẽ lên cho mình một ngắm lên vị trí ở Kenneth thôi. Vâng, vậy là Kenneth đã lên cho mình một ngắm rồi. Nghe thấy có smoke trả ra ở khu vực connector. Bây giờ bên phía team GI Sport ở round này nếu họ bắn không hẳn hoi, khả năng cao ở round họ nếu họ thua round này thì là sau họ chỉ có thể có khoảng 3.300 tiền thôi, lượng tiền không nhiều. Ngay lập tức thì Magic lại có cho mình mạng MBK ở khu connector rất sớm. Bên phía team GI Sport liên tục là vị trí của MBK đang đấu skin thua hoàn toàn so với cả những player còn lại của Optic Gaming. Đó là một cái sự thiệt thòi khi mà MBK chủ động bắn support, nhưng mà support thì liên tục để pick rất khó. Đây là 4v5 và lợi thế đang nghiêng về cho phía team Optic Gaming, và GI Sport họ mất người thì khoảng thời gian 1 phút 10 giây. Và bây giờ thì các thành viên bên phía team GI Sport sẽ làm gì ở round lần này? Họ đang nhảy check cuộc log A. Ngay từ ở khu mít đổ chính là vị trí HS.
Vâng, ngay lập tức thì phải chia body hạ cùng cho mình HS rồi. Từ giờ đang là 3v4. Và vừa xong thì body đã có mình double kill, nhưng mà không check lại. Mà dịch body lộ vị trí và triple kill vị trí body rồi. Và tỷ số là 11-14 cho bên phía Grim G2 Esports. Và tình huống body thi đấu cực kỳ xuất sắc ở map thi đấu này. Bây giờ là 4v2, bây giờ xem đã có smoke trả vào vị trí sai. Mixwell đang là người móc lại từ vị trí connector. Vâng, tỷ số sẽ là 11-14 bên phía team GI Sport. Và bây giờ thì Optic Gaming họ vẫn còn khá là nhiều tiền. Một trận đấu chúng ta thì thấy là bên phía team G2 liên tục là những tình huống mà cá nhân tỏa sáng rất tốt vị trí ở body. Cái body một mình tanh vào offside NG đã có được 3 mạng rồi. Vâng, đã có lửa trả ra khu long B. Bây giờ GI Sport chủ động bắn chậm lại hoặc bắn nhanh ở trong như ở những round đấu trước nữa. Trong khi đó Hoàng Thượng chúng ta đã chủ động ra đẩy ra khu middle để pick. Đây là sự lựa chọn khá là mạo hiểm vị trí của Alu. Mà Zigboy thì nãy giờ vẫn đang đảm nhiệm nhiệm vụ của mình khá là tốt. Mà Zigboy là người bắn khu connector đứng ở chân bên short line này, đó là Mixwell. Ở Mixwell có nhiệm vụ clear khu short. Sẽ đổi sang góc quay Hoàng Thượng. Bây giờ Hoàng Thượng đã lộ vị trí rồi, vẫn đang nhá thành viên phía team GI Sport. Bây giờ thì đây sẽ có flash lộ ra. Magic Boy hạ gục cho mình mà Apex double kill vị trí Magic Boy và triple kill vị trí Magic Boy rồi. Một pha thi đấu cực kỳ xuất sắc vị trí Magic Boy. Bây giờ điên đẩy khu Along A vị trí của NBK và Body. Vâng, mất Soxy, mất Kenneth thì bên phía team GI Sport họ gần như không còn cơ hội thắng ở round đấu lần này. Vâng, một tình huống mà Magic Boy bắn cực kỳ tốt. Chúng ta vừa đổi sang góc quay rồi. Alu thì ngay lập tức Magic Boy có cho mình được 3 mạng. Trong khi đó một diễn biến khác thì Body có cho mình double kill rồi. Freiburg đang người ngắm thẳng khu vực Long A. Về Freiburg đấu với NBK và NBK là người nằm xuống ở C4 rơi của Middle. Vâng, Body có một góc kê. Ngay lập tức Alu lại một lần nữa bắn trượt rồi. Body sẽ nhặt được quả C4 thành công trong đây. C4 nó rơi một vị trí khá là đẹp. Ngay lập tức thì Magic Boy hạ gục cho mình được mạng Body và đem về đang thứ 15 cho bên phía Optic Gaming. Và GI Sport họ vẫn sẽ đủ tiền để có thể buy được khoảng 2 người sẽ buy AK, trong khi đó 3 người buy AK, trong đó những người còn lại phải lìm Body lên thẳng ngắm luôn, sẽ ném cho Kenneth và Kenneth sẽ drop lại một quả khẩu CZ15 vào Easy Profit cho vị trí của Kenneth. Đổi CZ75 lấy ốp ạ. Và một tình huống mà Kenneth đang muốn chủ động pick ở khu vực B short. Nãy giờ Magic Boy vẫn đang bắn rất tốt trong khu bóng xe A. Và GI Sport là muốn chủ động đánh khu bóng xe B rồi. Kenneth sẽ lại một lần nữa cầm ngắm tanh đảo khu bóng xe 200. Nhưng giờ thì Kenneth và MBK còn cho mình 49 máu, lại có một smoke trả ra. Kenneth hạ gục cho mình Mixwell. Vâng, ngay lập tức thì Kenneth bị bắn yếu bởi HS. Và Freiburg là người kết thúc cho mình mạng Kenneth rồi. C4 đang rơi vào team bay. Trong khi đó các thành viên bên phía team GI Sport đã di chuyển về khu bóng xe A chăng. C4 vẫn đang cầm ở khu team bay. Họ đã có một tình huống stack lên đến thành viên bên phía team GI Sport. Rồi bây giờ thì MBK đã cầm ngắm khi mà Kenneth nằm xuống, khi chỉ đổ được một mạng thôi. Trong khi đó thì Magic là người solo trong vòng bóng xe A với khoảng 39 máu, cũng khá là khó vị trí Magic. Để bắt buộc bên phía thành viên còn lại của team Optic thì họ phải bắn bắt bài. Bởi vì lượng người họ bây giờ không nhiều. Bây giờ đang chuẩn bị tràn bóng xe B thành viên bên phía team GI Sport chăng? Người bây giờ HS lộ rồi. HS vẫn kết thúc cho mình được mạng Soxy. Bây giờ HS buộc phải back về. Vâng, đã có lửa trả ra. Đây các thành viên phía team GI Sport đi vào vòng B. Và HS không có cho mình một mạng nào cả. Trong khi đó Magic móc ngược về từ connector. Fry bước hạ cùng cho mình Apex.
Tiếng giờ là 2v2, còn Body và SBK. Trong khi đó Sot bóc móc về vị trí Magic, và có lẽ Magic cũng lộ vị trí rồi. Body đang người kê lại đến vị trí hút bê Sot. Vâng, và Freiburg đang người đứng trên. Freiburg headshot cho mình mạng NBK. Một tình huống headshot không tưởng vị trí cho Freiburg. Bây giờ Body, Body đã headshot Freiburg. Và đó là double kill cho vị trí Body. Và đem về round thắng thứ 12 cho bên phía team G2 Sport. Còn trong khi đó thì bên phía thì Optic Gaming họ lấy hết tiền rồi. Một pha thi đấu xuất thần vị trí Freiburg, nhưng phải nói là Body hay hơn, cái Body có cho mình hai cái headshot cực kỳ nhanh. Vâng, bây giờ thì bên phía thì Optic Gaming họ sẽ chủ động, họ force buy round này, họ sẽ không full buy nữa, họ bắn chắc bài. Trong khi đó Kenneth vừa có mình mạng Freiburg cũng middle rồi. Vâng, bây giờ không có mạng ngay vị trí Kenneth. Magic kéo cho còn cho mình có 89 máu thôi. Magic headshot cho mình luôn vị trí Apex. Bây giờ thì úi rồi. Vâng, Kenneth lại bị bắn yếu đó, còn 49 máu. Vị trí Kenneth đang khó. Trong tình huống này vị trí Kenneth đang khó, đang bị nhá liên tục. Chúng ta điểm qua frag thì Body đang có mình 31 frag rồi, đang một mình cánh chim én này, gánh phải gánh gồng gánh G2. Đang tình huống đẩy của Long A vị trí Alu. Và nhìn qua đội hình chúng ta thì thấy bên phía Optic Gaming họ đang bắn 2B, một người đẩy Long A gần và một người sẽ bắn của Heaven C. A, một người di chuyển cơ động giữa A và B, đó chính là vị trí Magic. Một trong những player để đánh giá có lẽ là tốt nhất ở trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, bò bom xe B các thành viên bên phía team G2 Sport. Vâng, bây giờ thì họ đang bò trong bom xe B. Và HS đang là người kê gục B sót lên. Bây giờ G2 họ tách thẳng lên và G2 họ hạ gục được vị trí HS rồi. Trong khi đó Mixwell lộ vị trí nữa, tỷ số sẽ là 13-5 cho bên phía team G2 Sport thôi. Mà Magic hạ gục cho mình một mạng Body, có cho mình được double kill. Và 33 frag vị trí Body một lần nữa. Hoàng thượng chúng ta vẫn là người sống cuối. Bây giờ thì Hoàng thượng làm gì đây? Vâng, Hoàng thượng hạ gục cho mình là mạng IMK, nhưng Kenneth là người kết thúc cho mình mạng Hoàng thượng và 13-15 cho G2 Sport. Và đây sẽ là full bài cực kỳ quan trọng của bên phía team Optic Gaming. Vâng, bây giờ thì Hoàng thượng chúng ta đã chủ động đi pick người. Vâng, đã có flash trả ra, mình sẽ back về khu vực A-side ngay. Vẫn đang kê cùng middle với chị Alu. Ngay lập tức vừa xong, Soxy đã hạ gục cho mình mạng của Magic ở khu vực ở Collector. Và Kenneth đang đi theo sau, cầm cho mình cầu ngắm và rút CZ-75 ra tanh thẳng lên. Trong đó bom xe A là solo vị trí Hoàng thượng. Bây giờ bắt bộ Hoàng thượng phải làm cho mình highlight thôi. Từ đầu game đến giờ Hoàng thượng vẫn chưa chơi game. Khi mà half đầu tiên anh ấy có cho mình 13 mạng, và đến half thứ hai tầm khoảng chục round trôi qua anh ấy mới có cho mình 4 mạng thôi. Vâng, rất khó bên phía team Optic Gaming. Và ui sổ rồi, tôi bảo mà Hoàng thượng mắt lát bị... Tôi bảo Alu bị mắt lát mà quả dễ đéo mà bắn trúng, quả khó bắn, quả không tưởng luôn. Địch vẩy cũng vẩy vào đấy khét lẹt luôn các bạn. Vâng, vậy là 4v4 rồi. 4v4 mà bây giờ Optic Gaming họ đang lại kéo một chút lợi thế về cho mình. Một quả vẩy của nó cháy máy luôn, khét lẹt của Hoàng thượng chúng ta. Bây giờ bên phía team G2 Sport đã đang chuẩn bị đẩy vào trong vòng xe B. Vâng, thì có setup bài B các thành viên thì team G2 Sport rồi. Body sẽ là người đầu tiên. Và Body nằm xuống rồi. Ngay lập tức thì MBK có cho mình double kill. Bên lại một lần nữa còn Freiburg và Alu. Chúng ta xem hai thành viên còn lại là Freiburg và Alu sẽ làm gì đây. Alu chỉ còn cho mình 32 máu, khó rồi. Lại khó rồi, mất hết vị trí này. Bây giờ G2 Sport đều chọn những cái vị trí đẹp nhất trong mắt thi đấu của chúng ta. Vâng, Freiburg đang có tình huống retake về. Đối diện Freiburg với chúng ta Soxy khó, rất khó tình huống này. Và còn cả Kenneth nữa và MBK nó đều là những player bắn rất quái bên phía G2 Sport. Và bây giờ Freiburg quyết định xếp các thành viên phía team Optic rồi, quyết định xếp rồi. Vâng, vậy là tỷ số là 14-15 trong người G2 Sport. Ui, một màn comeback cực kỳ ấn tượng cho các thành viên phía team G2, họ đã giành chiến thắng cho mình 3 round liên tục. Không xếp thành công đến vị trí của Freiburg và chỉ có Alu giữ được cho mình được ngắm thôi. Ủa, vòng bảng tính hòa các bạn hay là bắn thay?
OT à? Ôi phải luôn. Mình tưởng tính điểm của nó không bắn OT nữa. Vâng, vậy là bên phía team vừa có một tình huống Pau tactic, anh bên phía team Optic Gaming Hoàng Thượng chúng ta chủ động đẩy đến khung middle. Vừa xong Magic có mình một mạ và Alua gục cho mình mạ Apex rồi. Bây giờ đó là Kenneth, ngay lập tức Magic Boy có mạ gồng. Alu vẫn chưa tới đạn đầu tiên, không sao cả. Bị Alu và Alu lại mất góc rồi thì bây giờ là 3v4. Rồi iPhone đã có lợi thế. Alu tỏa sáng, double kill vị trí Hoàng Thượng. Bây giờ thì triple kill. Ui, triple kill Hoàng Thượng rồi. Vâng, Hoàng Thượng chúng ta bật kinh, có Hoàng Thượng phản thuế. Hoàng Thượng phản thuế. Vâng, vậy là không OT rồi. Vâng, vậy là Hoàng Thượng tha cho Carter rồi. Hoàng Thượng vạn thuế. Vâng, bây giờ chúng ta xem vị trí của Kenneth. Kenneth sẽ làm gì từ con này. Vâng, Kenneth đối đầu Freiburg. Vâng, Kenneth đang rút quả smoke ra ném vào trong khu bom xe A. Vậy là 16-4 chăng? Hay là Kenneth sẽ tiếp tục làm highlight? Kenneth vừa có cho mình double kill. Bây giờ liệu một tình huống Ace Clash hay không? Bắt buộc Kenneth phải làm highlight hoặc thua rồi. Bắt buộc là Kenneth phải làm highlight hoặc thua rồi. Đúng là những lúc quan trọng thì Hoàng Thượng chúng ta thường xuất hiện. Vừa xong là vị trí của Kenneth bắn yêu, không bắn trúng HS và thậm chí bị HS kéo cho con mình còn 68 máu thôi. Đang móc với bom sai B, vị trí Kenneth múa dao. Và Mickwell là người kết thúc cho mình mạng Kenneth. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi phần bình luận trực tiếp giải đấu EM Auckland của 500 Bros Studio. Và mình là Tùng Titi. Và trong trận đấu ngày hôm nay chúng ta chúc mừng cho bên phía thì Optic Gaming họ được đi vào vòng tiếp theo. Và chúng ta tiếp tục được xem Hoàng Thượng quẩy nữa. Và bây giờ thì chúng ta phải tiễn G2 Esports về nhà thôi. Legion chúng ta phải giam ba thằng Legion về nhà. Bây giờ chúng ta chiều đại Alu tiếp tục đi tiến vào trong. Bây giờ có lẽ mình sẽ off kênh stream.